hơn 3.000 y bác sĩ mắc COVID-19, hơn 10 người đã tử vong trong quá trình chống dịch. Đề nghị Bộ Y tế hướng dẫn về xét nghiệm COVID-19 với trẻ em dưới 12 tuổi khi đi máy bay. F0 ở Hà Nội vẫn tăng, thành phố Hồ Chí Minh chưa ghi nhận thêm ca Omicron cộng đồng. Người về Quảng Ninh ăn Tết không bị cách ly, khuyến khích test nhanh 2 ngày một lần. Phương Anh xin kính chào quý vị, kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và an lành. Cảm ơn quý vị đã lựa chọn DKN TV để cập nhật tin tức mỗi ngày trên các nền tảng YouTube và Snapchat. Ngay sau đây là nội dung chi tiết của bản tin COVID-19 ngày 21 tháng 1. Mời quý vị cùng theo dõi. Tại hội nghị trực tuyến triển khai công tác y tế năm 2022, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, trong quá trình chống dịch 2 năm qua, đã có trên 3.000 y bác sĩ mắc COVID-19, hơn 10 người đã hy sinh. Theo ông Long, cùng thời điểm này năm 2021, dịch bùng phát tại Hải Dương và một số tỉnh thành phía Bắc, nhiều cán bộ y tế đã phải ăn Tết xa nhà, ngành y tế đã điều động nhiều chuyên gia về điều trị, xét nghiệm, truy vết, hỗ trợ tại các tỉnh có dịch. Cao điểm là đợt dịch thứ tư bắt đầu từ 27 tháng 4 năm 2021, ngành y tế đã điều động trên 20.000 y bác sĩ từ khắp các tỉnh thành hỗ trợ cho khu vực phía Nam, thành lập 11 trung tâm hồi sức cấp cứu bệnh nhân COVID-19. Hiện số ca mắc COVID-19 mới mỗi ngày tại thành phố Hồ Chí Minh chỉ còn trên 200 ca, giảm nhiều chục lần so với thời gian cao điểm. Số ca tử vong hàng ngày đã giảm mạnh, chỉ còn trên dưới 10 ca một ngày. Các tỉnh thành Tây Nam Bộ, Đông Nam Bộ cũng đã và đang chuyển lại thành vùng xanh, vùng an toàn. Ông Long cũng cho biết năm 2022, dịch COVID-19 được nhận định là chưa kiểm soát được hoàn toàn. Thời điểm này, mỗi ngày vẫn có trên 15.000 ca COVID-19 và trên dưới 150 ca tử vong, nhất là khi Việt Nam đã ghi nhận ca Omicron trong cộng đồng. Được biết, 3 ca Omicron cộng đồng có liên quan tới một phụ nữ nhập cảnh từ Mỹ. Người này tới Nha Trang ngày 7 tháng 1, cách ly tập trung 3 ngày. Vào ngày 9 tháng 1, xét nghiệm PCR cho kết quả âm tính. Đến ngày 10 tháng 1, bà bay vào thành phố Hồ Chí Minh và có tụ tập bạn bè ăn uống tại một nhà hàng trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Theo quy định của Bộ Y tế, người từ nước ngoài về dù đã tiêm đủ vaccine, cách ly tập trung 3 ngày và có xét nghiệm PCR âm tính tại Nha Trang, khi đến thành phố Hồ Chí Minh vẫn phải theo dõi sức khỏe đến hết 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh, thực hiện đầy đủ 5K, tuy nhiên người này vẫn đến nơi đông người và tụ tập bạn bè. Hiện ca nhập cảnh này đã được lấy mẫu xét nghiệm và giải trình tự gen trong vòng 3-4 ngày sẽ có kết quả. Liên quan tới chủng ca bệnh này, đến nay thành phố đã truy vết được 11 F1, trong đó phát hiện thêm 3 ca dương tính. Những người này đã được chuyển đến Bệnh viện Dã chiến số 12, lấy mẫu giải trình tự gen. Quận Gò Vấp cho biết, ca Omicron cộng đồng cư ngụ tại Gò Vấp nhưng 10 ngày trước đó ở quận Bình Thạnh nên không tiếp xúc với ai ở quận Gò Vấp. Tuy nhiên, quận vẫn theo dõi dấu hiệu dịch của các gia đình xung quanh để phòng ngừa. Ngày 20 tháng 1, Bộ Giao thông Vận tải đã có công văn gửi Bộ Y tế về việc hướng dẫn quy định xét nghiệm đối với phi công, tiếp viên khi làm nhiệm vụ trên các chuyến bay nội địa và đối với trẻ em dưới 12 tuổi. Theo Bộ Giao thông Vận tải, thực hiện nghị quyết số 128 của Chính phủ, quyết định số 4.800 của Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành các hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải của 5 lĩnh vực, đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt và hàng không, đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Gần đây, Bộ Giao thông Vận tải nhận được công văn của Vietnam Airlines đề xuất xem xét không áp dụng quy định về lấy mẫu xét nghiệm đối với phi công, tiếp viên khi làm nhiệm vụ trên các chuyến bay nội địa. Đồng thời, Bộ này cũng nhận được phản ánh của báo chí về đề nghị xem xét việc bỏ quy định xét nghiệm đối với trẻ dưới 12 tuổi khi đi máy bay. Công văn của Bộ Giao thông Vận tải gửi Bộ Y tế kèm bài viết "Vất vả và bất hợp lý trẻ dưới 12 tuổi đi máy bay phải xét nghiệm" đăng trên báo Tuổi Trẻ ngày 19 tháng 1. Theo Bộ Giao thông Vận tải, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã có ý kiến chỉ đạo giao Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan liên quan rà soát, điều chỉnh quy định về tiêu chuẩn, điều kiện hành khách để đáp ứng nhu cầu đi lại chính đáng của nhân dân trên nguyên tắc bảo đảm an toàn, thích ứng, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Trên cơ sở đó, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị Bộ Y tế có ý kiến và hướng dẫn cụ thể về quy định xét nghiệm đối với tổ bay trên các chuyến bay nội địa và đối với trẻ em dưới 12 tuổi khi tham gia giao thông. Do thời gian gấp, Bộ Giao thông Vận tải mong sớm nhận được trả lời của Bộ Y tế trước ngày 22 tháng 1 để triển khai, thực hiện. Theo Bộ Y tế, tính từ 16 giờ ngày 19 tháng 1 đến 16 giờ ngày 20 tháng 1, hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 16.715 ca nhiễm mới, trong đó có 78 ca nhập cảnh và 16.637 ca ghi nhận trong nước, tăng 701 ca so với ngày trước đó. Tại 63 tỉnh, thành phố, có 11.796 ca trong cộng đồng.
Trong đợt dịch thứ tư, từ ngày 27 tháng 4 năm 2021 đến nay, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.088.295 ca, trong đó có 1.792.107 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh. Vào ngày 20 tháng 1, Hà Nội có 2.884 ca nhiễm. Thành phố này vẫn đứng đầu cả nước về số ca nhiễm. Trong 7 ngày qua, Hà Nội có tổng cộng 20.504 ca, trung bình mỗi ngày tăng 2.929 F0 mới. Số ca mắc tăng cao, song trong 24 giờ qua, thành phố này không ghi nhận ca tử vong, giảm 4 ca so với ngày trước đó. So với các địa phương có số ca mắc tương đương hoặc thậm chí thấp hơn Hà Nội, F0 tử vong ở thành phố này thấp hơn. Từ ngày 29 tháng 4 năm 2021 đến nay, Hà Nội đã có tổng cộng 402 trường hợp mắc COVID-19 và qua đời. Trong khi đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, sau 2 ngày kể từ khi công bố 3 ca nhiễm biến chủng mới đầu tiên trong cộng đồng, thành phố hiện chưa phát hiện thêm ca nhiễm Omicron. Tính đến ngày 20 tháng 1, thành phố ghi nhận tổng cộng 68 ca nhiễm Omicron, trong đó 65 ca nhập cảnh, 3 ca cộng đồng. Qua truy vết, ngành y tế thành phố ghi nhận 11 người liên quan tới 3 ca Omicron, trong đó 3 người đã xét nghiệm dương tính và đang chờ kết quả giải mã gen để xác định chủng virus. Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, các hoạt động phòng chống dịch của thành phố Hồ Chí Minh vẫn được duy trì, tăng cường, đặc biệt là trong dịp lễ hội. Một tuần gần đây, Đà Nẵng ghi nhận 657 đến 983 ca mắc mới mỗi ngày, liên tục gia tăng. Trung bình mỗi ngày Đà Nẵng tăng 895 F0 mới. Đáng chú ý có 829 trong số 983 ca mắc COVID-19 trong ngày có khả năng lây cho cộng đồng. Người về Quảng Ninh ăn Tết không bị cách ly, khuyến khích test nhanh 2 ngày một lần. Ngày 20 tháng 1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh có văn bản về một số giải pháp thích ứng an toàn kiểm soát dịch COVID-19 trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Theo đánh giá, từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần, các hoạt động giao thương sôi động, lượng người về Quảng Ninh ăn Tết đông sẽ tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh, nhất là trên địa bàn đã xuất hiện biến chủng Omicron. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị trực thuộc tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thông tin, động viên người dân hạn chế tiếp xúc, đi lại nếu không thực sự cấp thiết, hạn chế tối đa sử dụng các dịch vụ mà khi tham gia hoạt động phải bỏ khẩu trang, nhất là đám cưới, liên hoan, ăn tất niên, tổng kết. Người trở về Quảng Ninh nếu chưa tiêm đủ ít nhất 2 mũi vaccine, trừ trường hợp chống chỉ định, thì liên hệ ngay trạm y tế trên địa bàn nơi lưu trú hoặc trung tâm y tế, các bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh, trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh để được tiêm vaccine theo quy định. Người về yêu cầu khai báo di chuyển nội địa, thông tin đến chính quyền địa phương, cấp xã, đến ngay trạm y tế nơi lưu trú để được xét nghiệm test nhanh hoặc tự test nhanh tại nhà, thông báo kết quả về trạm y tế, trung tâm chỉ huy phòng chống dịch cấp xã. Đồng thời tự theo dõi sức khỏe, khuyến khích test nhanh 2 ngày một lần, thực hiện nghiêm quy định 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. Khi có các biểu hiện ho, sốt, khó thở, biểu hiện dịch tễ liên quan đến COVID-19 hoặc có tiếp xúc gần với các trường hợp nghi nhiễm COVID-19, phải kịp thời xét nghiệm, báo cáo chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị để kịp thời truy vết và được chỉ định điều trị. Đối với người từ nước ngoài nhập cảnh về tự cách ly tại gia đình, chính quyền địa phương chịu trách nhiệm quản lý người từ nước ngoài về và gia đình, người thân chỉ ở nơi lưu trú. Trong thời gian cách ly, theo dõi y tế, không tiếp xúc với người xung quanh. Các trường hợp nhập cảnh có dấu hiệu nghi ngờ mắc COVID-19, nhất là biến chủng Omicron phải được cách ly, điều trị tập trung để theo dõi, giám sát, hỗ trợ y tế kịp thời. Thưa quý vị, DKN TV sẽ liên tục cập nhật các tin tức trong và ngoài nước để gửi tới quý vị và các bạn trong các bản tin hàng ngày. Cảm ơn quý vị đã đồng hành và ủng hộ cho chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.